Chào tất cả các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn một cái kiểu tapping theo phong cách của đại danh thủ Eddie Van Halen. Thì cái ý tưởng của cái câu lead này thì mình học từ cái bài Hot for Teacher của ông. Ở đây là bài có cái câu intro rất là hay, thì mình copy một phần chứ không phải mình đánh y chang như vậy. Thì cái cảm giác nó giống giống nhau thôi. Thì trong cái câu này nó chia làm hai phần. Chúng ta sẽ cũng chia làm hai phần dễ học ha. Phần đầu tiên chúng ta tap từ trên xuống, phần thứ hai là chúng ta tap ngược lên để kết thúc. Hai câu này nó khác nhau. Thì cái mẫu đầu tiên nó y chang này, y chang nhau và di chuyển qua ba dây trên ha. Thì trong này có sử dụng cái dây buông gọi là open string để khi các bạn tap bình. Thì nó mỗi một cái mẫu vậy nó kết hợp giữa là cái thứ bảy và cái thứ bình thường thôi. Đầu tiên là mi thứ bảy, sau đó là mi thứ ha. Thì cái mẫu nó như sau, các bạn tap ngang re, ngang âm 10, các bạn buông ốp nó dài dây buông, sau đó các bạn hai mua anh vô ngang 3 và ngang 7, đó, nó là, sau đó các bạn di chuyển lên, các bạn tap ngang ngang số 12, nó là nốt mi, vậy là mi, mi, son, si, một cái đánh 4 lần. Tương tự y chang thế tay như vậy, các bạn xuống dây năm, đó là la thứ bảy và la thứ ha. Tương tự các bạn xuống dây rê là rê thứ bảy, rê thứ. Nhưng mà cái này nó khác biệt một tí, tức là cái kết thúc của cái thứ 4 là các bạn không tap, mà các bạn chỉ tap để cho nó có cái câu đó nó kết thúc một tí. Đến lại như vậy. Rồi các bạn, pull up nó dài ngang nó la đây ha. Thì cái câu đó, số 1 đầu tiên từ trên xuống như vậy. Tính chậm lại các bạn nghe nha. Nhanh hơn nha. Rồi, câu thứ hai là câu đánh ngược lên. Thì táp binh nó chỉ ngay ngang số 12 thôi. Và sử dụng là 4 dây dưới. Thì cái thế tay tay trái các bạn đánh của pentatonic la thứ thôi. Tuy nhiên các bạn cũng có sử dụng dây buông ha. Thì đầu tiên chúng ta táp dây buông ra, sau đó các bạn harmon vô ngân thuộc cái bài pentatonic la thứ thôi ha. Nghe hơi lạ đúng không? Rồi sau đó các bạn đánh xuống lại cái dây số 2. Sau khi các bạn đánh lại lần thứ hai theo chùm 3 dây á, thì các bạn kết thúc ngay nốt la và chúng ta tap bình ngay chỗ này để tạo ra tiếng là harmonic ha. Chậm lại nha các bạn.